Djokovic không gặp nhiều khó khăn ở trận đấu ra quân tại US Open 2023 khi anh đối đầu với tay vợt hạng 84 ATP, Muller. Trong quá khứ hai tay vợt chưa từng chạm mặt, đây mới là lần đầu tiên tay vợt 26 tuổi người Pháp chạm mặt huyền thoại Djokovic. Với lối chơi áp đảo, Djokovic dễ dàng thắng cả 6 gamer đầu tiên. Phải tới game thứ 9 của trận đấu, Muller mới có cảm giác giành chiến thắng game. Tuy nhiên, tay vợt người Pháp chỉ bảo vệ thành công duy nhất một game giao bóng sau 2 set. Muller mất 3 break trong set 2 và dù đòi lại được một game, nhưng anh vẫn để Djokovic thắng nhanh 6-2. Bước vào set 3, Muller nhập cuộc thận trọng, liên tục vượt lên dẫn trước. Djokovic vẫn duy trì được khả năng quản lý tốt các game giao bóng nên khá thoải mái ở thế bám đuổi. Liên tục gây áp lực, tay vợt người Serbia có break ở game thứ 7. Sau đó Djokovic tiếp tục bẻ game 9 để kết thúc set 3 với tỷ số 6-3, qua đó khép lại trận ra quân sau 1 giờ 34 phút. Trên bảng xếp hạng ATP hiện tại, Novak Djokovic chỉ đang kém tay vợt dẫn đầu Carlos Alcaraz đúng 20 điểm. Alcaraz đang là đương kim vô địch US Open và tay vợt người Tây Ban Nha phải bảo vệ 2.000 điểm ở giải đấu này. Năm ngoái, Nole không được giữ US Open, do vậy tay vợt người Serbia không phải bảo vệ điểm. Với việc giành thêm 45 điểm sau khi vượt qua vòng đầu tiên, Djokovic sẽ trở lại ngôi số 1 thế giới vào ngày 11 tháng 9.